Sau đây là kết quả xổ số quản trị thứ 5 ngày 28 tháng 3 năm 2024. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 33. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 502. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 3965, 5577, 4388. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 4547. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 86868, 45508, 73473, 13638, 85074, 90666, 41477. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 00477, 94856. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 93710. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 08080. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 900167. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 900167.